Với môn lịch sử thuộc chuyên ngành khoa học xã hội, các thầy cô hoàn toàn có thể khai thác được ở trên Google Earth vào phục vụ cho bài giảng của mình. Trên Google Earth sẽ cho chúng ta một kho tài liệu mà chúng ta có thể sử dụng được. Ví dụ như ở đây trong câu chuyện kể ở Google Earth nói về hành trình của các nhà thám hiểm. Thì như mình ở đây là mình thấy có một số nhà thám hiểm là quen như là Colombo này, Magellan, John Cabot. Thì những nhà thám hiểm này Google Earth sẽ mô tả lại cho chúng ta cái quãng đường hành trình của những nhà thám hiểm đã đi. Khi các thầy cô dạy tới phần này, thay vì chỉ sử dụng cái màn hình, cái hình ảnh bản đồ ở trong sách giáo khoa, thì các thầy cô có thể sử dụng Google Earth phục vụ cho bài dạy của mình. Ví dụ như khi thầy cô dạy ở bài lớp 10, hình như về xã hội Tây Âu thời Trung Đại thì phải, có nói về các cuộc phát kiến địa lý, trong đó có tên các nhà thám hiểm như là ông Colombo, thì các thầy cô có thể sử dụng Google Earth để cho học sinh quan sát về cái hành trình của ông này trong cái quá trình tìm ra châu Mỹ. Ở trong kho dữ liệu này thì hầu hết nó đều bằng tiếng Anh, nhưng mình hoàn toàn có thể sử dụng công cụ Google Dịch để hiểu được nội dung. Ví dụ như đây là nói về đoạn này, nói về hành trình của Colombo ngày mùng 3 năm 1492. Thì ông bắt đầu từ Genoa của nước Ý. Từ Genoa nước Ý thì Magellan thực hiện cuộc hành trình là vượt Đại Tây Dương, và ông tới một hòn đảo thuộc quần đảo Caribe có tên đây là San Salvador của Bahamas. Thì đây là hòn đảo đầu tiên ông đặt chân tới, và ông cứ tất nhiên ông vẫn nghĩ rằng đây là khu vực miền đông của Ấn Độ. Ông đặt chân vào năm 1492. Sau đó ông tiếp tục tới một số hòn đảo khác của quần đảo vùng Caribe thuộc Haiti cũng trong năm đó, năm 1492. Sau này thì Colombo cũng được coi là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ. Ngoài Colombo thì ở trong này có các cuộc hành trình của rất nhiều nhà thám hiểm khác mà các thầy cô có thể sử dụng trong việc dạy học. Đây là việc chúng ta khai thác sẵn kho tài nguyên ở trong sách giáo khoa trong Google Earth. Ngoài ra các thầy cô cũng có thể tạo ra được những cuộc hành trình của riêng mình. Những cuộc hành trình này chúng ta hoàn toàn tạo ra được, ví dụ như mình đang tạo về hành trình tìm điểm cứu nước của Bác Hồ chẳng hạn. Thật ra mình không nhớ nhiều nội dung về môn sử cho lắm. Thì qua tìm hiểu, mình có giả sử như các thầy cô khi biết rõ về nội dung hành trình tìm đường cứu nước của Bác, bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 năm 1911, thì Bác Hồ với tên là Nguyễn Tất Thành đã rời ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng. Thì trên bản đồ nó sẽ hiện ra được cái vị trí của bến cảng Nhà Rồng. Từ bến cảng Nhà Rồng, Bác Hồ theo con tàu vượt qua Ấn Độ Dương, đi sang Biển Đỏ, qua Địa Trung Hải, rồi sang bên cảng Marseille của nước Pháp. Và Bác tới cảng Marseille của nước Pháp vào ngày 6 tháng 7 năm 1911. Sau khi ở Pháp một thời gian thì Bác Hồ lại tiếp tục đi từ Pháp vượt Đại Tây Dương để sang Mỹ, sang New York, Hoa Kỳ. Và trên này nó sẽ có thông tin đây. Và tháng 12 năm 1912 thì Nguyễn Tất Thành tới nước Mỹ. Chúng ta hoàn toàn có thể thêm ảnh ở đây được. Sau đó Bác Hồ rời Mỹ để sang Anh. Và quãng thời gian Bác ở Anh là cuối năm 1913. Sau đó Bác Hồ lại từ Anh sang Paris, Pháp. Và cuối năm 1917 và ở lại Pháp cho tới năm 1923. Sau đó có một quãng thời gian Bác di chuyển sang Moscow của Nga.
để dự hội nghị quốc tế nông dân và quốc tế năm của đại hội của cộng sản quốc tế cộng sản là thứ năm. Và sau khi bác ở Moscow thì một thời gian sau bác lại di chuyển về hương cảng của Trung Quốc, Quảng Châu, Trung Quốc. Và ở đây bác đã tiến hành những công việc để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đây là một phần của cái quãng đường di chuyển hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Các thầy cô có thể tự tạo ra cái hành trình này để học sinh nó hình dung ra được cái quãng đường di chuyển của bác. Đó là cả một cái quãng đường dài gian khổ như thế nào. Và chúng ta sẽ kèm theo phiếu học tập để cho học sinh sẽ điền vào là thời gian này bác ở đâu và hoạt động chính của bác là gì. Mình vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại một lần nữa, đó là Google Earth nó chỉ là công cụ thôi. Quan trọng nhất vẫn là kế hoạch dạy học của các thầy cô. Trong môn lịch sử còn rất nhiều nội dung có thể khai thác được thì chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần nhé. Chào các thầy cô.